Diệu Huyền xin kính chào quý khán giả. Mở đầu bản tin là video quay lại cuộc đối đầu giữa xe đơn vị thiết giáp của lữ đoàn cơ giới thứ 21 với quân Nga ở Bonadipka. Tiếp đến là một chiếc xe bọc thép BTR-82A và ba nơi trú ẩn của quân chiếm đóng ở hướng Bakhmut bị phá hủy bởi các UAV của lực lượng biên phòng Ukraine. Một hầm trú ẩn của Nga trong khu rừng ở Donetsk bị UAV của biệt đội Kodak thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thiêu rụi. Một người trong đó đã kịp chạy thoát. Đoạn phim quay lại các màn phá hủy những ngôi nhà bị lính Nga chiếm làm nơi ẩn náu. Thực hiện các cuộc tấn công là đơn vị Phoenix thuộc lực lượng biên phòng Ukraine. Video cho thấy một xe UAZ của Nga bị tấn công bởi drone FPV của lữ đoàn pháo binh thứ 40 Ukraine. Còn đây là video cho thấy một máy xúc được quân chiếm đóng sử dụng để làm triển khai hầm hào ở vùng Kharkov bị phá hủy bởi đòn tấn công bằng súng cối của các binh sĩ thuộc lữ đoàn tấn công biên giới thép thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Một số pha tiêu diệt các xe tải hậu cần của Nga bằng UAV được thực hiện bởi lữ đoàn cơ giới 93 Ukraine.
Các UAV của quân đoàn xung kích thứ ba Ukraine thực hiện tấn công nhắm vào quân Nga ở Avdiivka. Những chiếc FPV của Ukraine phát hiện và phá hủy những nơi ẩn nấp của lính Nga ở vùng Donetsk. Xe bọc thép BMP của Nga bị phá hủy do cán phải mìn, các binh sĩ trong xe đều thiệt mạng. Video ghi lại những màn tấn công vào ban đêm của đơn vị Signum thuộc lữ đoàn cơ giới 93 Ukraine. Chỉ trong một khu vực nhỏ, các binh sĩ đã sử dụng drone FPV để phá hủy một xe tăng cùng hàng loạt xe vận tải của Nga. Mới đây, lực lượng biên phòng Ukraine đã bắt giữ một nhóm 7 người đàn ông Ukraine đang cố gắng vượt biên đến Hungary. Một thanh niên 19 tuổi chịu trách nhiệm lái xe ô tô, chở 6 người còn lại vượt qua biên giới. Số tiền mà mỗi người trong số họ phải trả cho người vận chuyển là 6.000 USD. Nhóm người này bị bắt khi chỉ còn cách biên giới 500 mét. Vào ngày 26 tháng 3 ở Nizhny Tagil, Liên bang Nga, một chiếc xe tăng đã đâm vào một chiếc ô tô. Rất may chiếc xe tăng này đã không chạy quá nhanh, nếu không thì vụ tai nạn sẽ nghiêm trọng hơn. Video được UAV trinh sát của Ukraine quay lại cho thấy những chú lợn đang di chuyển bên trong hầm hào của quân Nga. Không biết có phải là những chú heo này là do quân Nga cướp của người dân Ukraine để làm thức ăn hay không.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt của lực lượng thủy quân lục chiến Semper Fidelis của lực lượng vũ trang Ukraine khai hỏa vào vị trí của quân xâm lược. Kết thúc bản tin là video nói về người chiến sĩ Ukraine 21 tên là Dorvin. Dorvin là một trong những binh sĩ điều khiển FPV giỏi nhất trong tiểu đoàn Agilis thuộc lữ đoàn xung kích số 92 Ukraine. Anh đã bắt đầu những năm tháng tuổi trưởng thành của mình với một cuộc chiến tranh toàn diện khi quá trình đào tạo của anh phải đổi lấy việc phục vụ trong một đại đội súng trường. Nếu không có chiến tranh, Dorvin đã học năm thứ ba của Đại học Y. Công việc chính của anh trong quân đội là điều khiển những chiếc drone FPV, loại bỏ mục tiêu quân sự của quân chiếm đóng. Tính đến thời điểm hiện tại, Dorvin đã phá hủy được hàng chục đơn vị thiết bị và nhân lực của quân Nga. Chàng trai tự đặt ra mục tiêu cho mình là tiêu diệt trực thăng của quân xâm lược. 40? We're in the narrow pre-dawn window of time when Russian thermal camera drones are less able to home in and track us. Світло в кузові вимкнуть на блокпості, коли проїдемо. Hundreds of Ukrainian teams like this one set out each morning before first light. With artillery in short supply and Russian forces making breakthroughs, FPV drones are becoming Ukraine's best hope for combating Russia's vast fleets of tanks, armored personnel carriers, and other components of Putin's war machine. Stop! Super! We saw firsthand how they're also used to pick off individual Russian soldiers. В цьому районі? В кущі, в полі, чи... Трішки правіше. Трішки правіше візьме. Ой-ой-ой-ой!